tư lạ mắt, nên khi đối mặt chuyện buồn dương ra. Xin chào tất cả các anh em. Trung Kiên Audio lên sóng giới thiệu test bán với các bác và anh em một bộ dàn của hãng Panasonic. Model của con này là con PM710SD. Tình trạng bãi về dàn chạy các chức năng đĩa CD. Con này có 5 khay CD các bác nhé. Chạy đĩa MD và chơi điện thoại mà máy tính qua cổng AUX 3.5 và chơi thẻ nhớ SD. Đấy là các chức năng dàn sẽ chạy ok và em chuẩn bị test. Đầu tiên là em đang test là test chức năng chơi điện thoại máy tính qua cổng AUX các bác nhé. Dàn chơi hoàn hảo. Và em đang kết nối là kết nối với một chiếc điện thoại iPhone 7 và kết nối không dây các bác nhé. Qua kết nối Bluetooth qua một thiết bị ngoài, nó là thiết bị USB Bluetooth. Cuối đường sợ làm đêm vui. Dàn này thì có chỉnh bát check nếu như anh em đầu tư mua thêm một chiếc điều khiển học các bác nhé. Tiếp theo anh test chức năng chơi đĩa CD. Con này có 5 khay như anh em vừa thấy nhé. Đây 5 khay đẩy ra, em sẽ cho nó chơi đĩa CD. Dàn thiết kế rất là đẹp và tông màu đen, e căng rất đẹp và mới. Loa và đầu máy cũng tương đối ok các bác nhé. CD chơi ok đấy các bác nhé, CD chơi ok. Em chuyển sang test đĩa MD. Đĩa CD em sẽ để luôn trong máy để anh em về test đĩa nhé, test ổ nhé. Đây là MD. MD thì em chuyển máy không? Và 2 xem nào. Nó tiếng Nhật các bạn. Đây, đây là MD nhé. MD thì em sẽ không tặng nhé. Bác nào thích chơi MD các bác phải mua nhé. 30.000 đồng một chiếc MD đĩa tiếng Nhật. Rồi em chuyển sang test chức năng chơi thẻ nhớ SD. Đây là cái thẻ ở trên này. Đây các bác nhé, là một chiếc thẻ nhớ nhé. Anh yêu lý thẻ này thì em cũng không tặng các bác nhé. Rồi đập vào và ấn vào chữ SD, nó sẽ chơi thẻ nhớ. Thời lượng của thẻ nhớ là, rồi em sẽ chuyển những cái bài sau. Mấy bài đầu là tiếng Nhật, nó nói xì xài xì. Thẻ nhớ là chơi ok các bác nhé. Chuyển bài anh em ấn vào nút list select này nhé, thì ra chế độ chuyển bài nhé. Đây, nút select này. Đấy. Rồi, thẻ nhớ là chưa ok các bác nhé. Đó. Và chuyển về chế độ AUX, các bác ấn cho em một cái nút ở phía giữa. Nút nhỏ xinh xinh như thế này này. Đây, nó ghi là AUX này nha các bác, chữ AUX rất là nhỏ thôi. Ấn về nút này trở về chế độ AUX. Là chúng ta lại chơi điện thoại máy tính ok. Nhịp cầu duyên của người. Bây giờ thì Trung Kiên Audio sẽ quay hình thức của bộ dàn để cho tất cả các bác và anh em. Em sẽ quay gần luôn cho anh em mình cùng nhìn nhé. Bao tuổi người ơi, đường tình đã nếm đôi, thật lòng đừng lừa dối. Đi lính bao lâu, người trông đẹp sau, lập được bao chiến công. Mây cầu thành thật ước mong, vì sinh ra phận gái hỏi ai. Anh em chú ý dây loa đều đúng màu đen, trắng, xanh, đỏ của em nhé. Đều đúng màu cho em. Tôi ở ngoài biên, gửi lòng trên trang giấy, sẽ duyên kết tình. Rồi, em đã quay xong hình thức của dàn, là còn hai cạnh trong loa quay đốt. Nhìn đời màu xanh. Dàn rất là đẹp không nhá. Những vết trời xước nhỏ thì không đáng kể, cái vết chân trắng này em sẽ vệ sinh lại. Nó là một cái vết bẩn thôi. Khi đã lên duyên, thuyền chung một bên, chọn đời anh có em. Nói chung về tiêu chí hàng bãi là không xích sát nở loa là đẹp lắm rồi. Tiền các vết nhỏ chê sức đi ti thì không tránh khỏi được đâu. Đấy.
Với cái mã này thì anh em có thể tra trên mạng và anh em thấy anh em đang like em bán, với các bác đang bán giá này, con này là khoảng 1,8 triệu đấy không nhé, có người em thấy bán tận 2 triệu. Nói chung hàng mã thì nó vô giá lắm, mỗi anh em định giá một kiểu. Với sản phẩm này thì bên Trung Kiên Audio hôm nay giao lưu với tất cả các bác và anh em với mức giá chỉ 1,3 triệu đồng các bác nhé, 1,3 triệu đồng thôi, rất là rẻ cho bộ dàn. Em miễn phí giao hàng toàn quốc cho các đơn hàng, các bác đặt hàng chuyển khoản đủ. Có anh em có thể mua chuyển khoản cọc thì vẫn như mọi khi các bác cọc trước cho em 300.000 đồng. Các đơn hàng chuyển cọc bên em không miễn phí giao hàng. Và giá em báo thì chưa bao gồm phụ kiện. Các bác mới chơi dàn thì anh em sẽ đầu tư cho em một số các phụ kiện như sau. Đầu tiên là một chiếc đổi nguồn để cho các bác nào chưa có đổi nguồn nhé. Đổi nguồn chỉ giá 140.000 đồng. Thứ hai nữa là một cái dây để chơi điện thoại máy tính. Dây chơi điện thoại máy tính thì sẽ có hai loại, như loại này loại cắm này loại rẻ, loại này 30.000. Loại cao cấp hơn đắt hơn một tí là loại này loại 50.000 thôi nhé. Để anh em lưu lại nào cũng được. Thực ra mua loại 30.000 cũng được rồi, vì cái loại 50.000 này thì nó chất lượng tốt hơn. Nhưng mà cái loại này em thấy dùng cũng rất là ok, không ảnh hưởng gì cả. Và tiếp nữa là một cái thiết bị quan trọng, đó là thiết bị USB Bluetooth như em đang chơi đây. Đây em cắm thẳng vào đây các bác nhé, đây. Thay vì cắm vào điện thoại em cắm vào đây thì anh em có thể chơi được không dây như em đang chơi đây các bác nhé. 100.000 cái thiết bị này. Đó. Ngoài ra anh em có thể mua thêm những đồ trang trí như là chân kê. Chân kê thì là 3.000 đồng một chiếc thôi. Cả dàn sẽ là 12 chiếc các bác nhé. Hoặc là những cái chiếc đèn led cảm biến theo nhạc này. Những đèn led này bán 100.000 đồng một thanh. Anh em lấy từ 3 thanh trở lên thì em sẽ giảm giá còn 80.000 đồng thôi. Đó. Ngoài ra thì có thể mua thêm những cái cổng kết nối ngoài, như là cổng kết nối hỗ trợ chuyển quang như này, để anh em chơi từ TV xuống nhé. Các bác chơi từ TV xuống thì các bác mua những cái bộ chuyển đổi này để chế độ để chơi được analog nhé. Đấy, đây là bộ chuyển quang, trị giá là 180.000 đồng các bác nhé. Rồi ok các bác, một phụ kiện rất quan trọng với bộ dàn này, đó là một chiếc điều khiển. Có điều khiển này anh em sẽ chỉnh được bát chắc tại dàn anh em nhé. Đây, anh em nhìn đây này, ấn nút này này, ra cái bảng này, ấn lên ấn xuống để cho vào các menu chính này. Chỉnh bát chắc anh em vào lên menu thứ hai này, đây bát này, sang phải là chắc này, tăng giảm ở chế độ lên xuống nhé, lên để xuống để tăng giảm. Nói chung em đã có cái clip test clip hướng dẫn các bác cái cách chỉnh bát chép ở trong dòng Panasonic rồi. Các bác chưa biết chỉnh quan tâm thì các bác cứ inbox Zalo cho em, bên em sẽ gửi cái clip để cho các bác biết rõ hơn về cách chỉnh bát chép ở trên những dòng Panasonic các bác nhé. Rồi ok anh em, dàn này thì chơi nhạc trữ tình thì cực kỳ là hay, với anh em nào mà thích cái tông màu đen thì anh em lấy bộ này rất là thích hợp luôn. Dàn nghe tí tách luôn, khoảng 20 m² các bác nhé. Rồi bây giờ mời anh em nghe nhạc. Nhìn ra đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người, được nghỉ 5 ngày phép mất 2 hôm làm quen, em mới cho mình biệt